Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyên Home Bếp Nhà Tôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mì miso ramen. Đây là món ăn rất là phổ biến và nổi tiếng ở Nhật. Ramen thì có rất là nhiều loại. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cái loại mà dễ làm và đơn giản nhất và không tốn nhiều công đoạn để cho các bạn cũng có thể tự mình vào bếp làm được món mì ramen kiểu Nhật ở nhà nhé. Đi kèm với món mì ramen là không thể thiếu thịt xá xíu và trứng ngâm tương. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hai cái món đặc trưng của mì ramen này nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình chế biến món trứng trước nha. Trước tiên thì mình sẽ luộc trứng gà nè. Đợi nước thiệt là sôi, các bạn cho trứng vào luộc khoảng 6 đến 7 phút. Sau đó là tắt bếp liền và các bạn sẽ vớt trứng ra rồi ngâm vào trong một tô nước đá khoảng 30 phút nha. Bởi vì khi mà các bạn ngâm trong nước đá thì trứng sẽ lột rất là dễ và tránh bị bể trứng đó các bạn. Trong lúc chờ đợi mình sẽ làm nước sốt để ngâm trứng nha. Ở trong đây là mình có một cốc nước nè, rồi các bạn cho vô khoảng 3 muỗng nước tương và thêm 2 muỗng meringue. Nếu không có thì các bạn cũng có thể thay thế bằng 2 muỗng nhỏ đường. Trứng bây giờ đã nguội rồi, mình lột rất là dễ dàng luôn và không có bị bể nè. Trứng này mình luộc khoảng 7 phút cho nên là bên trong thì nó có cái màu vàng đẹp và còn mềm nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển hai trái trứng này sang cái tô nước sốt nhé. Mình sẽ ngâm trong đây khoảng ít nhất là 5 tiếng hoặc 6 tiếng. Nếu các bạn làm trước một ngày thì trứng nó sẽ có nhiều cái màu đẹp hơn và nó thấm cái sốt nhiều hơn ha. Bây giờ mình sẽ cất hai trái trứng này vào trong tủ lạnh. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị làm những nguyên liệu khác ha. Bây giờ mình đang cắt hành tím nè. Ở đây mình có khoảng một củ hành tím. Sau khi cắt và băm nhỏ thì khoảng chừng một muỗng cà phê bự. Gừng thì các bạn cũng chuẩn bị y chang như vậy nhé. Thì mình chỉ cần làm sao mà khoảng một muỗng cà phê gừng là được rồi. Tiếp theo nữa là tỏi. Thì mình xài khoảng 3 đến 4 nhánh tỏi cắt rồi băm nhuyễn. Sau đó mình sẽ để chung với lại gừng và hành tím. Tùy các bạn, nếu mà các bạn thích nhiều hơn thì có thể làm nhiều hơn nha. Còn hành lá thì mình sẽ cắt khúc một ít nè. Còn cái phần gốc màu trắng mình sẽ cắt thành sợi, bởi vì cái phần này mình sẽ dùng để trang trí. Các bạn cắt thiệt là mỏng, càng mỏng thì càng đẹp ha. Các bạn xem mình làm nhé. Tiếp đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tô nước lạnh rồi ngâm hành vào trong để cho nó bớt hăng và cái sợi hành nó sẽ cong lên rất là đẹp. Còn một số hành lá thì các bạn cắt mỏng để rắc lên trên tô mì ramen nha. Đây là mì vàng nè, mình sẽ luộc mì ramen đó các bạn. Các bạn có thể mua loại mì mà người ta làm tươi rồi, mình chỉ cần trụng sơ qua thôi. Mình chỉ có loại khô cho nên là mình phải luộc. Luộc cái mì này cũng rất là nhanh, chỉ khoảng 3 phút là được rồi. Các bạn nhớ để ý mì nha. Xong rồi nè các bạn ơi, bây giờ mình chỉ cần đem xả lại nước lạnh và để cho thiệt là ráo. Những cái loại đồ của Nhật thì các bạn cứ vô những siêu thị ở Á Châu của Nhật hoặc là của Hàn Quốc sẽ tìm được nha. Ở đây thì mình có khoảng nửa ký thịt heo nè, vừa mỡ vừa nạc, hoặc là các bạn dùng thịt ba chỉ cũng được nha. Mình sẽ rắc lên trên một lớp muối, sau đó thì mình sẽ đem đi chiên sơ để cho cái phần bên ngoài của cái miếng thịt nó sẽ cháy cạnh. Miếng thịt vừa thơm mà lại vừa có cái màu đẹp nữa. Các bạn để lửa cao một chút cũng không sao, mình chỉ làm cháy sơ cạnh bên ngoài. Sau đó chút nữa mình sẽ đem đi khìa ha. Và các bạn xem nè, màu sắc rất là đẹp. Nếu mà ai muốn vàng hơn chút nữa cũng được nhé. Mình sẽ làm cháy đều các cạnh. Quan trọng là hai cái mặt bự thôi, còn cái mặt bên hông thì các bạn để nguyên cũng không sao đâu nha. Bước tiếp theo rất quan trọng, mình sẽ làm cái nước sốt để làm cái thịt xá xíu cho cái mì ramen kiểu Nhật nhé. Đây là cách mà người Nhật làm cái thịt xá xíu này các bạn. Mình sẽ cho vô đây là 1/4 cốc đường, 1 cốc nước, nửa cốc nước tương, rồi sau đó là rượu sake. Mình chỉ cần nửa cốc thôi nhé. Mình đã dùng cái rượu sake loại này nè các bạn. Không có thì mình cũng có thể thay thế bằng rượu gạo. Bây giờ chỉ cần bật bếp lên và khuấy cho nó tan cái hỗn hợp này. Sau đó các bạn cho thịt vô, rồi cho thêm gừng nè ha. Tiếp theo là hành lá. Đây là những nguyên liệu sẽ giúp cho cái nước và khi mà mình làm thịt xá xíu nó sẽ rất là thơm.
Công đoạn này thì hơi mất thời gian một chút nha. Các bạn nhớ để lửa thiệt là nhỏ nè. Rồi cứ khoảng 15 hoặc 20 phút các bạn lại chở đều miếng thịt ha. Rồi giống như mình, các bạn đậy lên trên bằng cái miếng foil này nhé. Hoặc nếu không có thì các bạn cũng có thể sử dụng cái nắp nồi mà cái loại nhỏ hơn. Bởi vì mình muốn cho cái không khí nóng ở trong cái nồi nó bốc ra ngoài, chứ mình không muốn phủ kín quá. Đây nè các bạn, cứ khoảng 15-20 phút mình lại lật miếng thịt nè. Và nhớ là phải đậy nắp lại nha. Các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi nào mà thấy thịt đã mềm và cái nước sốt nó sánh đặc và kẹo lại, giống như là khi các bạn kho thịt hoặc kho cá. Mình làm như vậy chắc cũng phải hơn một tiếng thì mới xong nha, nên các bạn phải ráng kiên nhẫn. Thịt xát xíu kiểu Nhật thì sau khi làm xong cái màu của nó có màu vàng nâu và hơi tối, rất sậm giống như màu nước tương đó. Miếng thịt thì lại mềm và thơm nữa. Bây giờ là xong rồi nè, cái nước sốt nó rất là đặc luôn. Mình chỉ cần lật sơ qua lại hai bên. Các bạn thấy nha, mình lấy cái muỗng đảo thì thấy nó cạn và thấy được cả đáy nồi luôn nè. Thành công rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm những công đoạn khác. Ở đây mình có mè rang sẵn, mình sẽ bỏ vô cái cối này và sau đó là chuẩn bị mài cho nó nát ra ha. Mình sẽ sử dụng khoảng 5 muỗng mè rang nha. Tiếp theo mình sẽ làm nước súp cho món mì ramen nha. Khi mà dầu nóng thì mình sẽ xào sơ hành, tỏi và gừng nè ha. Các bạn nhớ để lửa nhỏ vừa nha. Rồi cho thêm khoảng 3 muỗng dầu mè nè. Ở đây mình nấu đủ cho khoảng 4 tô, cho nên mình sẽ sử dụng khoảng 200g thịt heo xay, xào chung với lại hành, tỏi, gừng cho thịt chín và thơm. Các bạn xào khoảng 2-3 phút. Tiếp theo thì mình sẽ cho nguyên liệu quan trọng nhất, đó là miso. Mình sẽ sử dụng khoảng 3 muỗng miso nha. Miso này thì rất là mặn cho nên các bạn có thể nêm thêm sau cũng được. Tiếp theo là mè rang đã được xay nhuyễn và thêm tương ớt hột. Còn cái ớt khô này thì có cũng được mà không có cũng không sao nha. Bởi vì mình muốn ăn cay cho nên mình cho thêm cái ớt khô. Quan trọng là phải có cái ớt tương hột này nè. Đảo cho đều, bây giờ mình đã ngửi thấy mùi rất là thơm luôn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng nước luộc gà mà người ta đã làm sẵn rồi. Các bạn cũng có thể dùng nước không cũng được nha. Nhưng mà mình thấy dùng nước thịt gà hoặc là nước thịt heo á, thì nó sẽ rất là ngon và ngọt. Mình cho thêm nước vô nè, để đủ khoảng 2,5 lít. Mình sẽ nấu cho sôi khoảng 15 phút. Sau đó là mình sẽ nêm nếm cái nồi nước súp này nha. Mình cho vô đây thêm chút muối, rồi thêm chút tiêu trắng. Cái này phải có tiêu trắng mới hợp nha, các bạn đừng xài tiêu đen ha. Và thêm một muỗng nhỏ đường. Nói chung là các bạn cứ nêm nếm theo cái khẩu vị mà các bạn muốn nhé. Và rượu sake, không có rượu này thì cho chút xíu rượu gạo vô nha các bạn. Bây giờ mình chỉ cần nấu sôi thêm khoảng 5-10 phút nữa là được rồi. Vậy là xong cái nước súp cho mì miso ramen. Rất là dễ ha. Thịt xá xíu đã nguội rồi, bây giờ mình chỉ cần cắt ra và chuẩn bị bày lên tô mì là ăn được rồi nè. Miếng thịt có cái màu rất là đẹp ha. Bên ngoài thì đã được cháy cạnh sơ rồi đó, cho nên là nó cứng. Nhưng mà cái miếng thịt bên trong thì mềm lắm các bạn ơi. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thịt này ăn với cơm cũng ngon nữa đó các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đem đi khè lửa nhé. Máy này nghe hơi ồn đúng không các bạn? Nhưng mà nó rất là tiện, mình chỉ cần làm cháy sơ đều hai mặt cho cái màu đẹp. Nếu không có thì các bạn bỏ qua bước này cũng được nha. Còn nếu các bạn thực sự muốn cái miếng thịt có màu đẹp nè, thì cứ lấy một cái chảo nóng, cho chút dầu vô và để lửa cao một chút. Mình chiên sơ đều hai mặt dưới một phút thôi nha, đừng chiên lâu quá, miếng thịt sẽ bị khô và cứng, không còn là thịt xá xíu nữa. Trứng thì mình đã làm xong rồi, bây giờ chỉ cần cắt ra thôi. Và bên trong còn mềm mà màu đẹp nữa. Còn bắp thì mình sẽ sử dụng bắp hột nha. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ mình chỉ cần chan nước súp lên tô mì ramen và chuẩn bị trang trí bày biện thôi. Món này tính ra cũng không phải là khó khăn lắm ha các bạn. Nếu mà có thời gian thì các bạn cũng nên vào bếp làm thử mì ramen cho cả nhà thưởng thức nhé. Bây giờ mình sẽ trang trí tô mì ramen nè.
Xong rồi, đây là món mì miso ramen của Nhật. Các bạn cứ làm theo cách của mình thì chắc chắn là sẽ ngon. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian để xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like và share video này với bạn bè. Các bạn bấm chuông đăng ký, subscribe để xem tiếp những video nấu ăn mới của mình nha. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye!